What is up, everybody? So welcome back to another new video. Okay, I want to do a Q&A. So like about a couple weeks ago, I posted on my story to ask for you guys to ask me any questions you want. So here we go. I've got like 15 questions total, so yeah, it may be short or long, I don't know, but yeah, stay tuned. So the first question is your most embarrassing moment. Okay, most embarrassing moment. Wait, which one? Bị hỏi nặng mùi ra. Bất cứ cách tới embarrassing moment, bất cứ cách tới vì tôi chỉ vì mình chở anh ta vì nhung cần đồng tiết tôi biết đôi chuyện hot sơ embarrassing phong đôi chuyện miền phong xong nô bà tốt tiết cứ con xua tha how to jam mê riêng lươn. From my experience nhóm mẹ nẹ bà ca jam mê hiền ấy bờ nẹ chỉ mật phẹt nhóm nẹ nâng ấy tha nhóm hot sơ bà ca jam mê hiền này chẳng xong nô nê nhóm ăn ai chlai bàn tế. Sorry. Next question is biggest fear. Chẳng biggest fear bỏ nhóm cứ khá nơi comment biggest fear cứ khá lại mà chập tu sắp tục khá lại ở miền ấy lên nâng biggest fear bỏ nhóm. Và lớp biggest fear bỏ nhóm cứ coronavirus. So nô tốt tiết quạt xua tha can you do an exciting vlog? Stay tuned, stay tuned. Will be out soon. Yep. Stay tuned. No, but to update, got so tha nhóm chmu ấy. Tại what? The next question is what's your type? Like you mean like a girl? Bọn mình được say. My type. Nơi say đài tiếp tiền nhóm hiền bậc cái chơi rất lõ mốc sát chẳng typical idea type bom được phát ọc nè. What's your biggest goal? Chẳng biggest goal bom nhóm cứ ở lại tâm cho làm chân hai chân nhung bàn lời chân ăn ba nhung bà hai ở lại trong tin camera nơi này biggest goal bao nhung nơi chân năm ní cứ tin camera ở bàn tên nhỉ bạn phương mạch thông minh sát ở đăng thái super thông minh nhớ mi ở nhỏ mi. I have no questions but nice to know you. Nộp tốt tiết cứ have you ever lost someone close to you? Yes, definitely. Cứ my grandpa. Yeah, I lost him like in 2010. He died because of he had a sickness. Yeah. How is that someone like you still single? Come on, just look at me. Look at me. You know why I'm still single. You usually dream big or not? Sự mẹp nhóm, nhóm ở sau, ở thò nhóm nhóm ở sau mình expectation high á chẳng thưa ấy cả đó cứ nhóm ở sau like ở sau kết ấy bên chân ngay mẹn kết ấy bên chân ngay cứ nhóm ở expect vì ở trên màu lòi chẳng á chẳng nhóm thông đã. So the last question is 10 facts about me, about you. She asked me, so I need to say 10 facts, so whatever. Facts number one, I am 16 years old, almost turning 17 on March 15th. Chẳng nè, nà chẳng ai cái đồ nhóm ai hai mó, nhóm tự tùa bàn, tùa môn ngay bàn. Facts number two is, this is two, not this, two. Facts number two, cứ nhóm miền bong bóng bay nè.
ខ្ញុំផុសម្នាក់ឯងនៅកដាលបងស្រីខ្ញុំមួយហើយប្អូនស្រីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកដាលអឺបងស្រីខ្ញុំក៏អាយុប្រហែលជិត20ឆ្នាំហើយហើយប្អូនស្រីខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំ16ឆ្នាំជិត17 Facts number 3 is I wear glasses គឺខ្ញុំមញប់ខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាគាត់ណាពេលខ្ញុំថតវីដេអូខ្ញុំអត់ពាក់អញ្ចឹងតែបើជួបខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងហើយខ្ញុំមញប់ Facts number 5 is ខ្ញុំចេះលេងហ្គីតានិងខ្ញុំចេះលេងភីយ៉ាណូហ្នឹងហើយ Facts number 6គឺខ្ញុំថតវីដេអូហើយ edit វីដេអូគឺនៅក្នុងទូរស័ព្ទទាំងអស់តែខ្ញុំតាមបានកុំព្យូទ័រថ្មីចឹងប្រហែលវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងសាករៀន edit នៅក្នុងកុំព្យូទ័រចឹង yeah stay tuned Facts number 7 is you guys haven't followed my Instagram yet so follow my Instagram it's right here Facts number 8 គឺ most of you probably don't know butបាទអ្នកជាមិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្ត BTS គឺ BTS BTS yeah I like them ខ្ញុំចូលចិត្តចូលចិត្តការរំរបស់គាត់ចូលចិត្តបទចម្រៀងគាត់ខ្ញុំគាត់រំលយពួកគាត់រំលយខ្ញុំចូលចិត្តថងនឹងជាងគេ Facts number 9គឺខ្ញុំកពស់1.73 ឬមួយក៏74ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអត់ប្រកាស And the last fact is I love you君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと Okay, that's the end of the video. បើអ្នកចូលចិត្តចុច like ឲ្យខ្ញុំមួយហើយបើអត់ចូលចិត្តចុច like ឲ្យខ្ញុំមួយដែរអញ្ចឹង Subscribe ទាំងអស់គ្នា Subscribe me and one thing ខ្ញុំមើលអាកម្មវិធី YouTube Studioនឹងគេដាក់ថាអ្នកមើលវីដេអូខ្ញុំពាក់ច្រើន 70% នៃអ្នកមើលវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ទាន់ subscribe អញ្ចឹង subscribe ទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពេលខ្ញុំ upload ហ្នឹងហើយ So thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye.